Thế nghĩa là sao? Tôi chưa hiểu. Có gì đâu anh hai, toàn những chuyện tào lao. Ngài Hoàng Quan tra xét lũ chư hồi rồi đem băng về nhà. Còn em, nếu không được ông chủ sự chỉ giáo, chắc ông tướng không để em yên đâu. Ra thế. Cho nên bữa trước tôi không thể ngờ chú lại lật ngược vấn đề như vậy. Tôi đã nói, không dè chính chú lại đang phản bội lại chính mình đó. Xin anh hai tha thứ cho. Tới giờ này em hoàn toàn tin chắc chính em đã giết chết Nguyễn Thịnh Bình. Khỏi cần sám hối. Nên nhớ, tham quá hóa đuôi đấy. Thôi, uống đi. Thôi, xin phép anh hai, thằng em cáo lui. Bảo thằng tư xế cứ yên tâm, khỏi phải lễ lạt làm gì. Anh hai tụi bay chưa hết tiền xài. Dạ, nó phải biết ơn ông chủ sự của nó. Thôi xin phép anh hai. Cấp trên của mình thật là cao tay. Mọi việc như vậy tạm êm xuôi. Bữa nay là một ngày đẹp tuyệt vời. Tôi không ngờ chú để sống mất con bé ấy. Chú chủ quan quá mà. Em có ngờ đâu anh Sáu. Tự nhiên hai con vợ em nó nổi khùng lên, suýt nữa nó bắn em thôi mạng rồi. Báo chí tung tin ầm ĩ cả lên, con bé thì biến mất. Vậy là hết. Biết tìm đâu ra nó bây giờ. Anh Sáu, trong chuyện này em nghĩ có đứa nào chơi xấu nên nó mới thọc vào chuyện của em. Đây không phải chuyện riêng gia đình chú, mà nó là một đầu mối cung cấp tin tức quan trọng cho ta. Hay có vụ âm phe lớn nào đó ăn chia không đồng đều nên nó tức tối định hại chú. Cũng có thể lắm. Hai con vợ em hay làm ăn chung với vợ mấy ông tướng tá gì đó. Tôi nói có sai đâu. Sai một ly đi một dặm, rồi đây thiên hạ sẽ cười vào mũi cho. Chú phải tìm được con chính thu bằng mọi giá, trừ khi nó về chầu trời. Qua vụ này con chính thu đã bị báo chí khui ra thì nó đã bị vô hiệu quá. Còn tìm làm gì nữa anh Sáu? Chú suy nghĩ đúng hướng đó. Nhưng ai đã vô hiệu quá nó? Trời, chuyện rõ như ban ngày. Mấy thằng cha phóng viên báo lá cải chuyên săn tin giật gân để bán báo chạy kiếm lời. Đó chỉ là bề nổi. Đằng sau vụ này, biết đâu bọn Việt Cộng chẳng dính vào. Chú có nghĩ tới điều đó không? Chuyện ghen tuông là ở hai con vợ em, dính dáng gì đến Việt Cộng? Chú ngây thơ lắm. Nếu chỉ ghen tuông thì nó chỉ hù dọa, hoặc chỉ nện cho chính thu một trận thừa sống thiếu chết. Chứ việc gì phải nhờ tới cánh phóng viên chụp hình tung tin ở Mỹ. Nó biết tính em hay mèo mỡ, cho nên nó mới làm như vậy cho em sợ. Vậy chú có sợ thiệt không? Chú có dám chắc chắn hứa từ nay bỏ cái tính mèo mỡ? Ầm ĩ quá trời như vậy, trước mắt em cũng thấy ớn lắm. Trước mắt thôi, còn sau này có trời mới biết phải không? Anh Sáu quả là người giỏi về khoa tâm lý. Em chịu thua. Không, không phải ngồi đây để khen nhau đâu. Mà hãy tìm ngay con chính thu, coi nó đang ở đâu, hay nó chạy về rồi bán tin cho Việt Cộng rồi. Nó đã phản bội lại đồng đội của nó, rắp tâm làm việc cho ta, làm sao dám quay về. Biết đâu nó lại chơi trò hai mang qua mặt luôn thì sao? Nhưng báo chí đã đăng tích lớn, kể cả những hình ảnh lõa lồ của em với nó, vậy Việt Cộng nào cũng tin nó nữa chứ. Vậy lý thuyết là như vậy, nhưng cũng phải tính đến trường hợp ngoại lệ nữa. Đúng, anh Sáu nói phải lắm. Vậy thì ta phải bắt đầu lần ra nó từ đâu? Có từ đâu nữa, từ nhà chú mà ra. Trời, anh Sáu thật là sáng suốt. Vậy thì em phải gặp ngay hai con vợ em là ra hết. Ông còn về đây làm gì nữa? Đây có phải là nhà trọ đâu. Tôi không hiểu tại sao chị em nhà cô lại nổi điên lên định giết tôi. Tức quá mà. Để ông qua mặt hoài tôi đâu có chịu nổi. Cô còn lạ gì nữa. Tính tôi như vậy, nhưng tôi vẫn thương vợ thương con. Thôi đi, đừng có xạo. Nếu ông thương vợ thương con thì đâu có như vậy. Ông cứ đi biền biệt, có ngó ngàng gì đến ai đâu. Công việc lu bu mà em, đậu rầy việc cộng quấy nhiễu nhiều quá,
cấp trên lệnh cho anh phải tiêu diệt cho hết bằng được chúng nó. Vì vậy... Vì vậy nên không có thời gian về nhà chứ gì. Hết vợ lớn vợ nhỏ, chưa thỏa mãn hay sao? Mà anh còn đeo bồng thêm con nhỏ đó, không thèm ngó ngàng gì đến chị em tôi. Con nhỏ đó là đầu mối khai thác tin tức quan trọng của dì Cổng đó. Tôi không tin. Con nhỏ đó làm sao làm được những chuyện tài trời như vậy? Trời ơi, thiệt đó. Vì bí mật nghề nghiệp, tôi không thể để lộ ra. Nhờ nó mà cảnh sát tóm được dì Cổng cỡ bự. Ông làm như tôi là con nít không bằng. Ông thích nó, ông ngủ với nó. Còn bày đặt nhiều chuyện. Tôi không gạt cô đâu. Con nhỏ đó vô cùng quan trọng với cảnh sát. Vậy cô giấu nó ở đâu để tôi còn gặp? Dễ nghe chưa? Tìm gặp để ở với nó nữa à? Mới có vài bữa mà không chịu nổi hay sao? Nè, cô đừng nói năng bừa bãi. Cô giấu nó đâu? Tìm không ra nó thì chết chứ không giỡn được. Sao ông lại hét lên như vậy? Tôi không giấu nó ở đâu hết. Cô dẫn nó đi đâu? Không nói ra thì không xong với tôi đâu. Không xong thì ông làm gì tôi? Bắn đi, giết đi. Sao đời tôi lại khổ như vậy? Thôi, đừng khóc nữa. Chuyện quan trọng lắm, không giỡn được đâu. Hiện giờ nó đang ở đâu? Cô nói đi, cô nói đi. Ông bà già nhỏ nhỏ mà hỏi, tôi không biết. Hồng ơi, Hồng. Trời ơi anh, có chuyện gì mà coi bộ anh Tư khó chịu dữ vậy? Ngồi xuống đây em rót rượu anh uống nha. Không uống gì hết. Sao vậy anh? Ủa, anh Tư vừa mới chỗ chị Hai về hả? Chị Hai làm gì mà để anh Tư giận dữ dữ vậy? Cô giấu con nhỏ đó đâu? Ủa, chị Hai chưa nói gì với anh hết hả? Bà biểu tôi đến hỏi cô. Chị Hai kỳ quá à. Chị không nói được với anh sao mà phải đẩy anh đến đây? Cô biết đó, con nhỏ đó vô cùng quan trọng đối với tôi. Mất nó là sự nghiệp của tôi cũng tiêu luôn. Làm gì mà dữ vậy? Con Tranh mới nước mắt ra chứ đâu phải việc cộng cỡ bự đâu hả anh Tư? Nó không phải cỡ bự, nhưng nó chỉ điểm ra những nhân vật khu quỷ thành quỷ. Cô hiểu không? Trời, nó quý giá với anh như vậy mà trước đây anh chẳng nói cho chúng em biết để đến nông nổi này. Chẳng lẽ chuyện gì cũng phải trình tấu với chị em cô sao? Tại anh Tư coi thường chị em. Lỗi tại anh Tư đó nha. Chị em cô giác súng đến dọa nạt tôi, suýt nó bắn tôi toi mạng rồi. Bây giờ còn đổ lỗi anh Tư, anh Tư. Công việc chị em chẳng biết, ai biểu anh cứ chăm bẩm âu yếm nó. Lờ em đi, em chịu sao nổi. Thôi đi, con nhỏ bây giờ ở đâu? Làm gì anh hét lên dữ vậy? Con nhỏ đó đâu trong túi tôi? Cô có nói không? Ê, cô giấu con nhỏ đâu? Nếu không tôi sẽ giết cô. Anh, em xin anh, nhẹ tay một chút rồi em sẽ nói anh Tư. Vậy thì cô nói đi. Sau cái đêm hôm đó, chúng em đưa nó đến căn nhà hoang. Chị Hai tức quá, định rạch mặt nó cho hả giận. Em khuyên mãi chị mới thôi đó. Các cô thiệt là ghê gớm quá. Sau đó các cô làm gì đó? Con bé thấy vậy hoảng sợ, nó quỳ lại bọn em như thế sao? Mũi lòng, bọn em mới tha cho nó. Rồi các cô đưa nó đi đâu? Hơi sức đâu mà đưa nó đi. Bọn em bỏ mặt nó đó. Nó có chừng, nó muốn đi đâu thì đi chứ. Trời ơi, các cô hại tôi rồi. Bây giờ biết tìm nó đâu? Sao một thân tưởng dì Cổng đã bật rễ khỏi đô thành, vậy mà chúng lại mọc lên như nấm sau mưa rào. An ninh dạo này lộn xộn quá, nên tôi rất ít khi về đây. Tôi thích sống giữa thiên nhiên cây cỏ hơn là những căn hầm bê tông, dù được trang bị tiện nghi hiện đại. Trung tướng nói đúng. Từ bao đời nay, con người luôn sống hòa nhập với thiên nhiên. Cuộc sống văn minh đô thị càng phát triển, thì con người lại càng bị tách rời ra khỏi thiên nhiên. Suy cho cùng, con người ta sinh ra không thể nào cưỡng lại được số mệnh. Vì thế người ta tin vào định mệnh, vào số phận cũng đúng. Cũng như tôi đây này, nếu không có cuộc chiến tranh chống cộng sản, thì giờ này chắc đã trở thành ông già miệt vườn, sống giữa cây trái của mình. Trung tướng có mong muốn sống như vậy không?
Mong cũng không được, muốn cũng không được. Cuộc đời cứ xô đẩy ta đi, rồi cơ hội đặt vào tay của ta. Nếu như anh không phải là một anh chàng đần độn, thì anh phải nắm bắt lấy cơ hội, có đúng không? Trung Tường nói đúng ạ. Hiện nay cơ hội đang ở trong tay của anh đó. Trung Tường đang nói đến cơ hội nào? Dạ, mùi thịt rùa nướng bay ra tận đây lận. Chút nữa ta sẽ nói chuyện này sau. Tôi dám cá với anh là anh chưa bao giờ nếm thử món ăn như vậy đâu. Thịt rùa mà hầm là món ăn đặc biệt của bà Tư nhà tôi. Bà Tư nào à? Nhưng mà bây giờ thì chỉ có hai thôi. Bà lớn đi theo Việt Cộng, bị quốc gia bắt bỏ tù, rồi chết ở ngoài Côn Lôn. Còn bà hai bị Việt Cộng giết trong một trận biệt động đánh vô nhà. Bà ba thì hiện đang ở với tôi. Còn anh, ngoài nàng quận chúa ra, còn định kiếm bà nào nữa không? Tôi không có đủ thời gian, dù mới chỉ có một gia đình. Nghĩ như anh vậy là đúng. Đừng dại dột như tôi. Tội gì phải nhảy xuống biển khi ta chỉ cần uống có một ly nước. Thôi, mình vô nhà đi. Sao? Anh có hài lòng về bữa ăn hôm nay không? Thật tuyệt vời thưa Trung tướng. Tôi chưa bao giờ được thưởng thức một bữa ăn ngon đến như vậy. Vậy à? Bà Tư quả là người có tài nấu nướng, lại rất xinh đẹp và mến khách nữa. Mình còn cần gì nữa không? À, thôi, em có thể vào nghỉ được rồi. Để các anh tự nhiên ha. Dạ. Mời. Này, bảo tụi nó canh gác cẩn thận, dặn thằng hai không được để ai bén mảng tới phòng này. Ha. Dạ. Đáng lẽ ra ta nên nghỉ ngơi và bàn công chuyện ở ngoài trời. Nhưng mà anh thấy đó, công việc lúc nào cũng là công việc. À, anh nghĩ sao về tiến trình hội đàm Paris? Tôi nghĩ sẽ chẳng đi đến đâu. Cả hai bên cứ nhùng nhằng để chờ dư luận của thế giới. Quyết định cuối cùng vẫn là ở chiến trường. Anh nói đúng chỉ được phân nửa thôi. Hiệp định sắp được ký kết rồi đó. Trung tướng nói sao ạ? Như vậy là hòa bình sắp được vãn hồi. Về chính trị, anh thật là ngây thơ. Hiệp định sẽ được ký kết, chiến tranh không chấm dứt, chỉ tạm lắng xuống một thời gian, rồi sẽ bùng lên quyết liệt hơn. Đúng như anh vừa nói, quyết định là ở chiến trường. Ta và cộng quân đều hiểu rất rõ điều đó. Thưa Trung tướng, vậy chúng ta phải làm gì? Đó là điều mà tôi cần bàn với anh hôm nay. Chúng ta có biết không? Tôi vừa họp hội đồng quân sự, có cả Ngoại trưởng Mỹ tham dự. Hiệp định sẽ được ký tắt giữa Hoa Kỳ và Bắc Việt vào khoảng cuối năm nay. Để tạo áp lực tâm lý là hòa bình sắp giảng hồi, chiến tranh sắp kết thúc. Khi áp lực tâm lý vừa đủ, chúng ta bất ngờ sẽ tung ra đoàn quyết định. Pháo đài bay B-52 sẽ sang bằng Hà Nội, Hải Phòng và những thành phố khác quan trọng của Bắc Việt. Trên mặt đất, các mũi sẽ đồng loạt tiến công. Quân lực Việt Nam sẽ làm chủ chiến trường với sự yểm trợ tối đa của không quân và pháo binh Hoa Kỳ. Rồi sau đó, hiệp định có được ký kết chính thức giữa bốn bên hay không là tùy thuộc ở chúng ta. Anh hãy nghe cho kỹ. Tình hình chung sẽ diễn biến như vậy. Về phần an ninh, tôi muốn anh hoạch định ra những biện pháp hữu hiệu cho từng giai đoạn một. Giai đoạn từ đây cho đến khi hiệp định được ký tắt. Giai đoạn 2, ta đánh đòn quyết định, giữ vững những đất đai vừa tái chiếm và khuếch trương chiến quả. Anh làm sao vậy? Bệnh tim à? Thỉnh thoảng nó vẫn cứ hành hạ tôi. Không sao đâu ạ. Cái bệnh tim không thể đùa giỡn được. Anh phải chú ý và giữ gìn sức khỏe nha. Chả là dạo này tôi không được ngủ đầy giấc. Thưa Trung tướng, tôi có được phép biết kế hoạch tác chiến của bên quân lực hay không? Dĩ nhiên là anh phải biết. Tôi sẽ cung cấp những gì cần thiết cho anh. Quân lực và an ninh là hai mắt xích quan trọng, không thể tách rời ra được. Bây giờ ta nên ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Tôi thấy anh có vẻ hơi khó thở trong cái căn phòng này. Trung tướng nói đúng. Suốt cả tuần tôi đã tự giam mình trong bốn bức tường. Bây giờ lúc nào cũng cảm thấy thèm một khoảng không gian yên tĩnh và thoáng đãng.
Alo. Anh Năm đó hả? Em là Tuyết Lan đây. Xin lỗi, nhầm máy rồi nha. Không, anh Năm đã hứa rồi mà. Vừa mơ đây về mà đã. Mặc kệ, trưa mà em cứ đến nhà cho chị xé xác anh ra. Thế cô không sợ sư tử Hà Đông à? Em không sợ. Em chỉ mong sao được gặp anh thôi. Vậy là cấp trên đã đồng ý cho liên lạc bất thường. Mình phải nhanh lên mới kịp. Thưa đại tướng, qua những tài liệu mà K-18 cung cấp, kết hợp với tin tức tình báo, ta có thể kết luận được rằng kẻ địch đang chuẩn bị một cuộc tấn công chiến lược nhằm tạo áp lực cho hội đàm Paris, kéo dài, không ký kết, hoặc là buộc chúng ta phải ký kết những điều khoản bất lợi. Điều ấy thì Trung ương Đảng đã dự kiến. Tài liệu cũng cho thấy mối quan hệ giữa chính phủ Thiệu và người Mỹ đang ở trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Quân đội Mỹ sẽ không trực tiếp tham chiến, mà chỉ yểm trợ bằng không quân, pháo binh và pháo hạm. Đồng chí nói tiếp đi. Bản báo cáo của Tổng trưởng Nhà An ninh cho rằng quân đội cần phải có nhiều thời gian hơn nữa để tự cải tạo và có thể đứng vững. Cái khó khăn nhất bây giờ là thiếu những nhân viên có trình độ để sử dụng có hiệu quả những trang thiết bị kỹ thuật của quân Mỹ để lại. Đồng chí đã nắm được những mục tiêu cụ thể của cuộc tiến công sắp tới mà kẻ địch đã nhằm vào chưa? Báo cáo đại tướng, K-18 đã gửi bản sao toàn bộ kế hoạch đã được Bộ Tham mưu và Hội đồng Quốc phòng ký trình lên Tổng thống. Thiệu cũng đã ký duyệt rồi ạ. Tốt. Đồng chí cho tôi một bản nhé. Rõ, thưa đại tướng. Cẩm Nhung vô cùng yêu quý của anh. Cuối cùng anh cũng nhận được tin tốt lành của em. Anh rất sung sướng biết rằng em, con và ba Joseph vẫn khỏe. Kinh doanh của ba phát đạt, vừa ý. Anh không thể bày tỏ cho em biết anh yêu em và con biết chừng nào. Sự xa cách của chúng ta là một thử thách ghê gớm. Anh biết em đã suy nghĩ nhiều và anh tin ở em. Tin ở tình yêu của chúng ta. Những ngày xa em và con, anh cảm thấy mình già đi rất nhanh. Và cùng với cảm giác nặng nề đó là ý muốn sang ngay bên ấy với em và con. Nhưng em cũng biết nó chỉ là ước mơ thôi. Chúng ta chẳng thể sắp xếp cuộc sống theo ý thích của mình được. Cuộc sống của anh những ngày xa em rất nặng nề, và còn có thể phải chờ đợi những khó khăn vất vả hơn nữa. Trời nóng, lại ẩm ướt. Anh có cảm giác như ở trong lồng kính,
người lúc nào cũng đẫm mồ hôi. Niệm Sở trở về, anh lại đắm mình trong cô đơn với nỗi nhớ em và con ra riêng. Alo, tôi đại quý Tư Đô đây. Ai gửi tới? Được, mang vô đây cho tôi. Cảm ơn. Thưa đại quý, đây là bức thư của người đạp xích lâu đưa tới. Họ có nói ai gửi tới không? Dạ không, họ yêu cầu trao tận tay đại quý. Lạ thật, có ai mà không ghi tên địa chỉ gì hết. Nè, mà gã xích lâu có nhắn lại gì không? Dạ không, thưa đại quý. Thôi được, cảm ơn. Anh Tư, em vô cùng kinh hoàng và khiếp đảm sau cái đêm mà hai bà vợ của anh đột nhập vào phòng cũ của chúng mình. Anh có biết không, họ lôi em đến một căn nhà hoang và định giết em. Nhưng thật may mắn, họ lại tha cho em, rồi bỏ mặc em ở đó mà đi. Em đau đớn chán chường, định tìm đến cái chết. Nhưng nghĩ đến anh, đến những ngày mình hạnh phúc bên nhau, em lại không muốn chết nữa. Anh yêu, đến với em ngay đi. Em có nhiều chuyện cần bàn với anh, đừng để em thất vọng nghe. Địa chỉ: phòng 407, khách sạn Hoàng Yến. Em, Chính Thu. Anh Tư, em chờ anh lâu muốn chết rồi. Em vô đi anh. Em ở đây có một mình hả? Có anh nữa là hai. Vô đi anh. Em biết thế nào là anh cũng tới. Anh nhớ em quá trời, không biết đi đâu mà tìm. Chút xíu nữa em đã là ma rồi, đâu còn được gặp anh nữa. Anh đã trị cho hai bà ấy một trận nhừ tử, em khỏi phải lo nữa. Không lo sao được, em vẫn còn sợ lắm. Em khỏi lo, hai bà ấy bây giờ không dám động đến một cọng lông chân của em nữa. Xạo, em hổng tin, hai bà đó từ trên trời rơi xuống, đâu có biết sợ ai. Có chăng thiên lôi mai ra mới cản được. Vậy mà khi gặp anh sạc cho một trận về chuyện đêm hôm đó. Hai bà khóc lóc, năn nỉ hoài, anh mới chịu tha cho đó. Thiệt không? Anh xạo với em làm gì? Được vậy em vui lắm. Anh phải trừng trị hai bà đó một trận, cho chừa cái thói hỗn láo đó đi. Được rồi, chị em, anh sẽ làm tất cả những gì mà em muốn. Em đẹp lắm. Thank you.
Alo, Diễm đây. Chị hai, anh Tư bị giết rồi. Trời ơi, ai giết ảnh hả? Con Chính Thu giết ảnh xong đã tự vẫn luôn. Sao lại khủng khiếp như vậy? Anh Tư, phải yên tĩnh và nghỉ ngơi tuyệt đối ông trung tá, nghiêm trọng đấy. Ông đừng coi thường, chỉ chút xíu nữa thôi là ông bị nhồi máu cơ tim đó. Tôi rất hiểu một người như ông mà nằm bất động một chỗ, đó là một tai họa. Nhưng không cách nào khác ông à. Tôi đến đây. Xe của tổng nha đưa ông tới đây. Tôi được biết ông bị ngất trong nhiệm sở.